Minh Huấn xin chào tất cả khách hàng thân yêu của Hypica. Hôm nay thì Huấn cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi tiếp nhận một chiếc xe Land Cruiser LC300 màu trắng ngọc trai của khách hàng ở Hà Nội. Chiếc xe này thì sẽ được làm lên phiên bản Trung Đông, nâng cấp lên phiên bản Trung Công theo yêu cầu của khách hàng. Và Huấn rất là vui và hạnh phúc khi được cái sự tín nhiệm của khách hàng Hà Nội. Một anh trai rất đẹp trai, anh ấy thì xin phép được giấu tên cũng như là xin phép được che cái biển số này để đảm bảo cái thông tin của khách hàng cả nhà nhé. Khách hàng thì xem rất là kỹ những cái video, những cái xe mà Huấn đã làm rất là nhiều về nâng cấp lên body kit phiên bản LC300 VXR Trung Đông. Và khách đã có một cái niềm tin cực kỳ là tuyệt đối vào Minh Huấn cũng như là Toyota Thanh Xuân. Và hôm nay thì quyết định là mang xe qua để Huấn nâng cấp lên cái phiên bản LC300 Trung Đông cả nhà nha. Và video này thì Huấn sẽ chia làm 3 phần. Đầu tiên là Huấn sẽ quay cho cả nhà xem là một chiếc xe trước khi được nâng cấp nó sẽ là như thế nào. Và cái nội dung thứ hai là Huấn sẽ quay cho cả nhà xem cái quá trình thi công chiếc xe Toyota Land Cruiser LC300 nâng cấp lên phiên bản Trung Đông. Và cái bước thứ ba, bước cuối cùng là Huấn sẽ quay cho cả nhà thành quả sau khi nâng cấp lên phiên bản LC300 Trung Đông nó sẽ đẹp như thế nào nhé. Và đây là chiếc xe mà chúng ta có thể thấy là trước khi nâng cấp thì đây là một chiếc xe nguyên bản. Khách hàng Huấn thì có mua vào tháng 8 năm 2023 và bây giờ thì sẽ mang vào để nâng cấp. Chúng ta có thể thấy là trước khi mà nâng cấp thì cái phần đằng trước này nó là phần nguyên bản, cho nên là nó sẽ không có được cái sự hầm hố thể thao sport giống như cái phiên bản Trung Đông cả nhà nhé. Và nó chỉ là đơn giản, đơn điệu như thế này thôi. Và tiếp theo là phần hông xe thì nó cũng không có được những cái chi tiết như là ốp mạ chrome hay là ốp bậc lên xuống cũng như là nhiều cái chi tiết khác. Và cái phần quan trọng nhất là cái phần đằng sau xe. Thì nếu như ở nguyên bản thì trên chiếc xe này nó cảm giác rất là đơn điệu và nó có một cái gì đấy rất là đơn giản. Khi nhìn vào nó không có một cái điểm nhấn gì cả, mặc dù một chiếc xe hơn 5 tỷ đồng lăn bánh. Nhưng sau khi lắp cái bộ body kit LC300 xong, phiên bản Trung Đông xong, thì chúng ta sẽ có một cái phần đuôi ở phía dưới nó trường hơn, nó đẹp, nó thể thao, nó to. Và đặc biệt là có cái bộ lipo nữa, rất là đẹp. Kèm theo vào đó nữa là những cái tem như là tem kỷ niệm 70 năm hay là những cái đèn bậc lên xuống. Và Huấn có thể nói ra một điều mà anh chị khiến bất ngờ, đó chính là trong cái bộ body kit Trung Đông này nó có 70 chi tiết để ghép lại với nhau và chúng ta mới có được một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Và tất nhiên rồi là cái bộ body kit này, hay còn gọi là cái phiên bản nâng cấp Trung Đông này, là cái phiên bản chính hãng của Toyota Việt Nam phân phối, được nhập từ Nhật Bản cả nhà nhé. Chúng ta sẽ là được Toyota Việt Nam này phân phối cho hãng này và hãng đang cho khách hàng, và Toyota Việt Nam đã nhập từ Nhật Bản qua, là một cái quy trình khép kín của hãng 100%. Cho nên anh chị lắp tại hãng thì hoàn toàn là yên tâm cái sản phẩm này của chúng ta nhé. Đó, đấy là những cái chi tiết Huấn muốn chia sẻ với anh chị trước khi mà Huấn bàn giao xe cho cố vấn để lắp lên phiên bản body kit LC300. Xin chào cả nhà. Và hiện tại thì Huấn đang có mặt tại tầng 3, nơi mà làm công việc đồng sơn. Và đây là cái khoang sơn chuẩn của Toyota Việt Nam cả nhà nhé. Và tất cả những cái chi tiết của cái bộ body kit LC300 Trung Đông đang được sơn ở phía bên trong này. Và tất nhiên rồi, xe của khách hàng Huấn là màu trắng, mã màu là 070, cho nên là sẽ được sơn cái mã màu là 070 chuẩn của hãng Toyota Việt Nam. Đây, anh chị có thể là xem chi tiết, tất cả những cái chi tiết đang được sơn rồi. Và bây giờ thì chờ khô thôi, thì khả năng là ngày mai thì Huấn mới lắp được cho khách hàng. Và mời cả nhà xem tất cả những cái chi tiết ở phía bên trong buồng sơn. Rất là nhiều chi tiết được sơn và những cái chi tiết này sẽ được ghép lại với nhau, tạo ra một cái bộ nâng cấp Trung Đông VXR rất là đẹp sau khi lắp được lên xe. Có thể thấy là với cái quy trình sơn của chuẩn hãng cũng cực kỳ là tỉ mỉ và rất là chuyên nghiệp.
Và sau khi sơn xong thì những cái chi tiết này phải để khoảng là 24 tiếng thì chúng ta mới đủ điều kiện để lắp đặt lên xe. Và bây giờ Huấn xin mời cả nhà sẽ cùng nhau đi tới chiếc xe của khách hàng Huấn để xem là chiếc xe đấy bây giờ như thế nào rồi nhé. Và chiếc xe lúc sáng ngày Huấn mới quay cho cả nhà xem thì nó còn rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng bây giờ đã được kỹ thuật viên tại Toyota Thanh Xuân tháo hết ra rồi. Và trước khi mà thi công thì chúng ta sẽ phải tháo hết cặn trước này, cặn sau này để chúng ta sẽ lắp đặt và thi công cái phiên bản nâng cấp LC Trung Đông. Cả nhà có thể thấy là sau khi mà tháo ra ở phần cặn sau thì chúng ta sẽ lòi ra rất là nhiều thứ, xương cũng như là những cái bộ vi điện tử và những cái mối khớp đây. Đó. Tất nhiên rồi, mà muốn lắp được cái phiên bản nâng cấp này thì chúng ta bắt buộc là phải tháo tất cả cặn sau, cặn trước. Tại vì cái bộ body kit LC Trung Đông chính hãng này thì chúng ta phải lắp hoàn toàn là mới, phải tháo cái phiên bản cũ ra cả nhà nhé. Và đây, mời cả nhà lên phía bên trên để chúng ta sẽ cùng nhau xem. Đây ạ, đằng trước xe bây giờ đã được tháo hết ra rồi. Chắc chắn là trụ xe mà nhìn cái cạnh này chắc là thương chiếc xe này lắm. Nhưng mà không sao, muốn đẹp thì chúng ta bắt buộc phải tháo ra thôi. Và những cái bộ cạnh trước cạnh sau trên của bản zin ấy thì chúng ta sẽ gói lại và gửi cho khách hàng cất ở nhà nhé. Sau này ví dụ như chúng ta có bán chiếc xe này đi nâng cấp thì cũng có đầy đủ để giao cho trụ mới một cách trọn vẹn nhất. Và chờ sơn xong thôi thì Huấn và đội ngũ sẽ lắp đặt tất cả những cái chi tiết đó lên ở phía trước, ở phía sau và ở hông xe. Cả nhà có thể thấy được không ạ? Những cái tay nắm cửa này cũng phải tháo ra hết để chúng ta lắp đặt những cái chi tiết đó, hay là những cái ốp gương, hay là cái phần cua lốp đây, phần cua này cũng được tháo ra hết hoàn toàn cả nhà nhé. Hy vọng là cái video này thì cả nhà sẽ thấy được là cái quá trình mà nâng cấp lên phiên bản Trung Đông nó không đơn giản một tí nào cả. Nó cần sự chuyên nghiệp, phối hợp rất là nhiều cái bước để tạo ra một cái sản phẩm rất là đẹp. Và tất nhiên rồi, ngày mai Huấn sẽ quay cho cả nhà xem cái sản phẩm này, sản phẩm nâng cấp LC300 tại Toyota Thanh Xuân sau khi hoàn thiện nó sẽ đẹp như thế nào nhé. Cả nhà hãy chờ cùng Minh Huấn nha. Vậy là sau 2 ngày 1 đêm với sự vất vả kết hợp giữa các ban ngành, đồng sơn, phụ kiện cho tới cố vấn dịch vụ cũng như là anh em kỹ thuật viên lắp đặt, thì cuối cùng Huấn cũng đã hoàn thành kịp giao chiếc xe cho khách hàng thân yêu của Huấn. Và khách hàng thì đang ngồi dưới showroom rồi, chờ Huấn đánh xe xuống giao xe thôi. Cả nhà có thể thấy là với 70 chi tiết sau khi ghép với nhau và lắp lên xe thì bây giờ chiếc xe của chúng ta nó đã được hoàn thiện và cực kỳ đẹp. Và đây là cái phiên bản LC300 Trung Đông cả nhà nhé. Với chiếc xe này chúng ta sẽ bao gồm có cái phần cặn trước này. Đó, Huấn sẽ quay lại chi tiết cả nhà một lần nữa nhé. Cả nhà thấy không? Với cái sự thay đổi hoàn toàn là lột xác. Nếu như cái trên bản zin á thì chúng ta sẽ không có được cái sự hầm hố như thế này đây. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn về mặt ca lăng ở phía trước hết luôn. Vẫn có giữ nguyên những cái cảm biến này, hay là những cái ốp mạ chrome này, hay là cam 360, cũng như tất cả những cái chi tiết đều được lắp đặt một cách cực kỳ là chỉn chu, ghép vào rất là tỉ mỉ. Bên cạnh hông xe thì chúng ta sẽ có là bộ cua lốp mới. Đây, cua lốp ở đây cả nhà nhé. Và cái phần thân xe thì sẽ là thay hoàn toàn cái phần cạn bên dưới này, cũng như bậc lên xuống. Hay là chúng ta sẽ có ốp gương là ốp mạ chrome, tay nắm cửa mạ chrome. Và đặc biệt là được trang bị trên chiếc xe này
là những chiếc đèn ở đây, hai cái vị trí hai bên, để khi mà chúng ta mở cửa ra sẽ có đèn cho chúng ta bước lên. Đó, cái nhà thấy chưa, thấy đèn chưa ạ? Ok, và Huấn xin mời cả nhà ra phía sau xe để xem là ở phía sau sẽ có những cái gì nhá. Đây, một cái chi tiết nữa là trên cái phiên bản đổ Trung Đông này đều có, đó chính là cái tem 70 năm, kỷ niệm 70 năm. Ở phía sau xe thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết như là chữ VXR thể hiện cho bản đồ Trung Đông, cũng như là chữ Twin Turbo. Và đây là cũng là một phần cực kỳ là đẹp và sang trọng trên cái phần đồ đằng sau này, đó chính là cái phần cạn ở đằng sau. Đó, chúng ta sẽ thấy được là cái phần zin nguyên bản sẽ không có được những cái lipo như thế này đây, và nó sẽ đơn điệu là nó cụp xuống thôi. Nhưng trên phiên bản mới này, cả nhà xem đi ạ, tất cả cái phần cạn sau này đều được lắp hoàn toàn mới, rất đẹp. À, và tất nhiên rồi, bây giờ thì Huấn đang chuẩn bị để giao xe cho khách hàng thôi. Và Huấn hy vọng là cái quá trình để nâng cấp lên cái phiên bản Trung Đông này từ đầu video đến cuối video này là một cái quá trình mà không chỉ thể hiện được cái sự chuyên nghiệp, cũng như là thể hiện cái sự có tâm với nghề. Nếu cả nhà xem cái video này mà muốn biến chiếc xe của mình thành cái phiên bản Trung Đông với hàng chính hãng, giá cả rất là hợp lý, gửi gắm một nơi cực kỳ uy tín như là Minh Huấn để làm, thì cả nhà liên hệ hotline 0848 365 777. Huấn sẽ hỗ trợ anh chị, giúp anh chị biến những chiếc xe của mình thành những chiếc xe đẹp hơn, lộng lẫy hơn, sang trọng hơn và sport hơn cả nhà nhé. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong video lần sau ạ. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.